thì theo em biết là ngôn ngữ của mình chắc chắn là ngôn ngữ nào cũng bất biến và nó có một cái quá trình hình thành và phát triển trong rất là nhiều năm, thậm chí là ngàn năm lịch sử. Thì tới hiện tại tiếng Việt vẫn sẽ còn phát triển nữa, sẽ có thêm những cái mới, thì đội ngũ của mình sẽ luôn luôn upgrade, học hỏi những cái mới. Hay là mình chỉ đang chạy theo một cái barem, một cái gọi là một cái program nhất định. Đúng rồi. Khi dạy tiếng Việt như chị nói đó, là không phải mình chỉ có dạy tiếng Việt cho người ta biết nói tiếng Việt, nhưng mà như chị nói đó, đối tượng là người nước ngoài, họ cực kỳ chủ động, là một người học chủ động, cho nên họ học tiếng Việt là để làm gì rất là rõ. Và nhiều người với nhiều mục đích khác nhau và mục tiêu khác nhau, nhu cầu khác nhau, cho nên là giáo viên của chị phải có một năng lực, thậm chí gọi là đọc vị được người đó là một cá thể như thế nào, phải hiểu hết rất là nhiều, gọi là một con người toàn diện, gọi là cái whole person của cái người đó. Thì giáo viên phải làm cá nhân hóa được chương trình học đó, cho nên chắc chắn là không có một cái gì quá cố định. Thì nhưng mà ít nhất trong cái tiêu chuẩn của một cái chương trình thì bên chị gọi xác định được là khoảng từng đó thời gian, từ đây đến đây là phải đạt được trình độ gì và mô tả được cái trình độ đó. Nhưng cái nội dung và cái gia lượng ở bên trong á, là do giáo viên, phải qua bàn tay của giáo viên và năng lực của giáo viên, năng lực hiểu được đối tượng người học, dạ, và một cái năng lực biết đáp ứng, dạ, gọi là cho nên là trong khi mà bọn chị xin cái đánh giá của học viên á, thì luôn luôn đặt thêm câu hỏi là giáo viên tôi có đáp ứng lại được những cái nhu cầu rất riêng của anh hay không. Sách vở tài liệu của bên chị vẫn có những cái cơ bản, nhưng mà liên tục phải đổi mới, cập nhật bài báo liên tục. Có thể bài báo ngày hôm nay soạn, nhưng một tháng sau là đã cảm thấy là không nên dạy nội dung này nữa rồi. Cũng có một số cái nó có thể kéo dài được cả năm, nhưng có một số cái là chỉ cần một tháng thôi là mình thấy mình phải đổi bài rồi. Theo cái dòng thời gian thì sẽ có những cái mới xuất hiện mà mọi người hay gọi là tiếng lóng. Hay gọi là tiếng lóng. Và đặc biệt là cái thế hệ Gen Z, thế hệ trẻ của tụi em hiện tại là các bạn sử dụng tiếng lóng rất là nhiều. Mà chị nghĩ sao về cái sự xuất hiện của tiếng lóng và các bạn sử dụng tiếng lóng nhiều đến như vậy, và thậm chí là nó thành một cái ngôn ngữ mà hàng ngày chúng ta sử dụng với nhau luôn? Đúng rồi. Ngôn ngữ thật ra đúng ra phải gọi nó là sinh ngữ. Sinh ngữ tức là nó phải sống, nó sản sinh và nó sống động hàng ngày, cho nên chắc chắn là nó phải luôn luôn có những cái mới. Thì cái vấn đề mà tiếng lóng hay là những cái lượng từ vựng mới hay là cách nói mới của giới trẻ, do là nó cũng đi trong cái xu hướng chung của thế giới, hoặc là tùy theo xu hướng ha. Tiếng Anh thì là trend đó, dạo này từ trend nó cũng đang vô tiếng Việt luôn rồi. Thì chắc chắn là tiếng Việt sẽ có rất nhiều từ mới và cách nói mới, bởi vì cái nhu cầu của chúng ta khi sử dụng ngôn ngữ là luôn luôn muốn làm cho nó phải sinh động, mà một trong những yếu tố sinh động đó là phải có cái mới, mà nó phải hợp với, nó phù hợp nữa. Nó phù hợp vào thời kỳ, giai đoạn. Có một số từ nó xuất hiện rất là nóng trong một khoảng thời gian, nhưng rõ ràng nó cũng không có đời sống lâu dài, rồi nó cũng biến mất. Và nếu ai dùng thì tự nhiên cảm thấy lỗi thời rồi, phải không? Giống như một thời có từ thần thái, nhưng bây giờ từ thần thái nó không còn là từ mọi người dùng nhiều nữa. Thế thì bên chị rất cởi mở với vấn đề đó, và giáo viên cũng phải cập nhật như vậy liên tục, và rất cởi mở để cung cấp cho sinh viên. Nhưng khi mình cung cấp, mình phải cung cấp thêm cái hiểu biết để sử dụng cho nó đúng và phù hợp. Cho nên là khi sử dụng tiếng lóng, nó là cả một cái nghệ thuật, và nó phải kèm thêm là nhiều cái hiểu biết liên quan về văn hóa ở đằng sau. Thì như vậy tiếng lóng chắc chắn khi sử dụng từ lóng là sinh viên phải thấu hiểu thêm những cái văn hóa ở đằng sau để sử dụng cho đúng, không thôi là nó cũng nguy hiểm. Thỉnh thoảng cũng có nhiều người mắc lỗi, nhưng mà lại thôi nó dễ thương và mọi người bỏ qua. Nhưng trong những cái ngữ cảnh mà nó mắc lỗi thì nó lại trở thành một cái điều gì đó nó hơi khủng khiếp cho cái công việc hay là vị thế của cái người sử dụng.
Nên là sử dụng từ lóng bọn chị cũng rất cẩn trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn chị không có đưa vào cung cấp cho sinh viên. Ví dụ như gần đây Avatar xuất hiện, yeah, và có hình của một cô bạn tên gì chị có xem, thì bạn là ở cư dân người biển á, con yeah, gái của tộc trưởng, yeah, và bạn xuất hiện từ dưới nước lên rất là đẹp, và cậu con trai thứ hai của của Magic hay là đã nhìn, và người ta có đưa ra một tấm hình Mai đẹp tini, ví dụ vậy, Mai đẹp tini, thì bọn chị cũng cung cấp như vậy cho sinh viên hiểu xem là bây giờ người Việt hay dùng từ Mai đẹp tini, điều đó có nghĩa là gì, thì bọn chị cũng cập nhật cho sinh viên. Ngoài ra thì có một cái em rất là thắc mắc và em rất muốn hỏi chị Bình ngay từ cái lúc mà em gặp chị Bình lần đầu tiên luôn, là như em đi, thì em đã từng hoạt động trong một môi trường gọi là rất là năng động về ngôn ngữ, và đôi khi cái cách mình nói chuyện ra trong một buổi họp hay là trong công việc hay là trong bất cứ cái gì trong đời sống thì mình hay chen lòng tiếng Anh và tiếng Việt. Đang nói tiếng Việt giữa chừng xong chèn một cái từ vựng và tiếng Anh. Thì có rất là nhiều tranh cãi về cái việc mà sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh lồng ghép vào nhau ở trên mạng xã hội. Và vậy thì chị nghĩ sao về cái quan điểm này? Chị cũng đã tham gia rất là nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này, và đây là một vấn đề lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì chị cũng là người khi làm việc thì tư duy bằng tiếng Anh rất nhiều, bởi vì mọi thứ mà chị đang truyền đạt với khách hàng và đối tác đều hầu hết là bằng tiếng Anh. Cho nên chị cũng là người cũng vướng phải cái điều này khi chị nói tiếng Việt, nên là chị cũng rất là thông cảm với cái vấn đề này hiện nay trong chúng ta, khi chúng ta có khả năng học nhiều ngoại ngữ khác nhau ấy. Bây giờ cái cơ hội học đó nó cũng nhiều hơn, và thật ra chúng ta rất tài năng trong cái việc học ngoại ngữ, và với cái điều kiện bây giờ chúng ta học giỏi hơn, cho nên nó cũng có dẫn đến cái việc là khi chúng ta đang diễn đạt một cái ngôn ngữ nào đó, nó cũng rất là dễ bị thiếu hụt trong cái thời điểm đó, bởi vì cái tư duy nó chuyển đổi không có kịp. Nên là tuy nhiên nhìn về phía của người nghe và người theo dõi thì chị nghĩ chắc chắn cái cảm xúc hay là cái cách nhìn nhận của người nghe là một cái cảm xúc nó không dễ chịu, thì điều đó là đương nhiên luôn. Cho nên bây giờ mình nhìn cái vấn đề này ở cả hai chiều, để mà thấy rằng là mình thông cảm cho người sử dụng, nhưng mà đồng thời mình cũng nên gọi là thấu hiểu và cho khán giả của mình. Cho nên là cái vấn đề đặt ra là nếu như mà thuần một ngôn ngữ thì bao giờ nó cũng tốt hơn, chắc chắn là như vậy. Cho nên là thỉnh thoảng trong tiếng Việt cũng sẽ có một số gọi là sinh ngữ, thì có những lúc nó cũng sẽ không kịp so với những cái khái niệm mới trên thế giới, hoặc là của những cái phát triển của những một số lĩnh vực nhất định, thì có khi là tiếng Việt chưa có, mà nếu chúng ta phải nói đến cái khái niệm đó bằng tiếng Việt, thì chúng ta cũng cần nên nói và xin phép rằng tiếng Anh đó là như vậy. Giống như nãy giờ chị cũng có chen một số từ tiếng Anh, thì để làm rõ hơn cái ý chị muốn nói thì chị cũng phải luyện tập cho mình, phải có một ý thức mình thông báo là mình đang cần phải dùng nó bằng tiếng Anh. Chứ còn nếu mà chị chen thôi á thì chị nghĩ đúng là nó không cho ra một cái bài nói có tính thẩm mỹ cao, và nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người nghe. Cho nên là chị không phải là phản đối hoàn toàn cái việc là không nên chen vào, nhưng mà mình chen như thế nào cho nó đúng á thì nó sẽ bảo toàn được, nó bảo toàn được cái đẹp của cái bài nói của mình, và đồng thời nó rất thông tỏ đến người nghe. Và nó không ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người nghe khi tiếp nhận cái nội dung mà mình nói. Cho nên nếu mà mình chen nó một cách hơi quá nhiều, mà có thể thậm chí là một số người cho rằng nó gọi là hơi vô tội vạ, thì rõ ràng nó đã tự bản thân nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của bài nói của mình rồi, thì là cũng không nên. Cho nên là mình
mình biết sử dụng nó như thế nào để giữ cho cái bài nói mình vẫn đẹp, thì cái đó là nó phụ thuộc vào năng lực của cái người nói. Ví dụ như gần đây có một cái tranh cãi là đúng là tiếng Việt mình có những cái từ như là xu hướng nè, dành cho từ trend, tại sao mà các bạn phải đưa từ trend vào? Thì chị cũng thấy là, chị thấy thật ra là cái người dùng nó phù hợp thôi. Các bạn trẻ đang dùng trong cái ngữ cảnh nào, mà đến khi chị thấy là từ trend ok, mình đổi qua từ xu hướng vẫn được, nhưng mà có một từ chị thấy đổi không được, mà bản thân từ đó lại rất hay. Cho nên thỉnh thoảng là chúng ta cũng nên tiếp nhận và đón nó một cái tâm thế rất là thoải mái, thì nó cũng không có làm cho tiếng Việt mình trở nên xấu hay lộn xộn gì đâu. Ví dụ như ok, từ trend thì nói là xu thế, xu hướng thời nay, nó dài hơn một tí thôi. Nhưng mà có cái từ là do trend á, thì cái từ đó chị thấy là không chuyển được qua tiếng Việt. Nó rất là hay, nó lại lẫn giữa hai từ tiếng Việt do và từ trend. Thì cái từ đó nếu nói bắt các bạn trẻ phải chuyển về tiếng Việt hoàn toàn thì chị nghĩ là sẽ không ai còn dùng cái từ đó nữa. Đó, thì có một số cái xuất hiện mới, thì nếu mình có cái nhận định, thì mình sẽ thấy cũng có những từ nó cũng rất dễ thương, mà tiếng Việt không thay thế được.